Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Thân, là ngày sám hối định kỳ của chùa Hoằng Pháp, thì lời đầu tiên chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho trên sư phụ thân tâm thường an lạc, chúng sanh dị độ, gia hộ cho quý thầy tâm bồ đề kiên cố, và gia hộ cho quý Phật tử và gia đình có nhiều sức khỏe, tinh tấn trên con đường học Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, như quý Phật tử đã thấy, ngày nay khoa học truyền thông không ngừng phát triển, ngược lại đạo đức con người thì ngày càng xuống cấp, dẫn đến các tệ nạn xã hội như là trộm cắp, cướp giật, rồi tà dâm, ngoại tình, ma túy vân vân, làm cho xã hội ngày càng động loạn, ngày càng bất an. Thì để giải quyết tình hình này thì chúng ta phải làm gì, thưa quý Phật tử? Thì Đức Khổng Tử có câu nói là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, có nghĩa là chúng ta muốn cho xã hội được an định thái bình thì bắt đầu từ bản thân mỗi người chúng ta. Chúng ta phải bắt đầu từ việc tu dưỡng thân tâm, bồi dưỡng đạo đức, phải làm như thế nào cho chúng ta trở thành một người tốt, sống lương thiện, sống đạo đức. Thì sau đó giáo dục gia đình ngày càng tốt, ngày càng đạo đức, ngày càng lương thiện, thì mỗi gia đình là cái tế bào của xã hội. Thì nhiều gia đình mà sống tốt, sống đạo đức, sống lương thiện thì xã hội sẽ được an định thái bình. Vì vậy vấn đề giáo dục gia đình vô cùng quan trọng. Thì hôm nay chúng con sẽ chia sẻ với quý Phật tử đề tài giáo dục gia đình. A Di Đà Phật. Thì nói về vấn đề giáo dục gia đình thì nó có rất nhiều phương diện, nhưng mà hôm nay chúng con sẽ chia sẻ với quý Phật tử trên 6 phương diện. Thứ nhất là dạy con biết hiếu thuận ông bà cha mẹ. Thì quý Phật tử cũng biết được Bổn Sư Thích Ca của chúng ta, khi ngày mà tu hành, ngày thành đạo thì nghe tin phụ thân của ngài mất, ngài trở về hoàng cung để ngài đưa tiễn cha mình. Thì ngài đã, vai phải của ngài ngài khiêng quan tài của cha đi từ hoàng cung đến nơi hỏa táng Còn có lần khác thì Đức Bổn Sư đang đi giữa đường ngài thấy một đống xương, ngài lấy đống xương. Bắt đầu đệ tử của ngài là ngài A Nan tại sao ngài lại lấy đống xương? Thì ngài nói thì trong đống xương này có thể là có cha có mẹ nhiều đời của ta, ta lấy vì ta tri ân họ, anh dưỡng dục, anh nuôi nấng, nên ta lấy đống xương này. Rồi có lần khác thì sau khi đắc đạo rồi Đức Bổn Sư cũng từng lên cung trời Đao Lợi để ngài thuyết pháp cho mẹ mình. Dù mẹ mình được sanh lên cõi trời Đao Lợi hưởng vô cùng rất nhiều phước lạc, nhưng mà ngài thấy cũng chưa rốt ráo, chưa viên mãn, tại vì lên cõi trời Đao Lợi rồi còn phải sanh tử luân hồi trở lại, nên ngài cũng lên đó để thuyết pháp cho mẹ mình. Và lên đó thì gặp Bồ Tát Địa Tạng và thuyết ra bộ kinh Địa Tạng, thì quý vị cũng biết ha. Còn trong này quý Phật tử thì hầu như ai cũng biết tấm gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên, phải không? Thì ngài Mục Kiền Liên thì lúc mà nghe tin mẹ của mình đọa xuống cảnh giới địa ngục ngài cũng thỉnh 10 phương chư tăng để cúng dường, hồi hướng phước đức cho mẹ mình được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Thì quý vị thường ghi nhớ cái công ơn của ngài Mục Kiền Liên, cũng thường thường học theo tấm gương của ngài Mục Kiền Liên. Vào tháng 7 quý vị cũng hay cúng dường trai tâm, làm các việc phước thiện, in kinh sách, phóng sanh, làm việc thiện vân vân, để mình hồi hướng cho cha mẹ ông bà mình. Những người quá vãng thì mình được siêu thoát, phải không? Còn những người còn ông bà cha mẹ hiện tại thì được mạnh khỏe, trường thọ, sống lâu. Tấm gương của ngài Mục Kiền Liên thì rất gần gũi với chúng ta. Còn có một vị cao tăng khác thì đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa khi mà biết mẹ mình mất thì lúc đó ngài xuất gia rồi, nhưng mà ngài còn nhỏ lắm, ngài mới 14, 15 tuổi thôi. Ngài để tang mẹ, ngài dựng một cái lều tranh,
kế mộ mẹ. Ngài phát nguyện một ngày ăn một bữa, ngủ thì ngủ ngồi, đi suốt cả đời thì đi trên đất. Rồi Ngài phát nguyện một đêm, Ngài xoay về hướng mộ mẹ, Ngài lạy từ 800 lạy đến 1200 lạy để hồi hướng phước đức cho mẹ của mình. Mà quý vị biết Hòa Thượng Tuyên Hóa thì Ngài ở Trung Quốc, mà Trung Quốc ban đêm Ngài lạy giữa trời vậy, mà khí trời ban đêm nó rất khắc nghiệt, sương rơi tuyết lạnh rồi, nhưng mà Ngài không sờn lòng, đêm này Ngài cũng lạy lại để hồi hướng cho mẹ hết. Nên tấm gương của Ngài được cảm động trời đất, đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Còn sư phụ chúng ta đây cũng là một cái tấm gương hiếu thảo, thì sau mỗi giờ cơm sáng sư phụ đều ghé thăm mẫu thân, tại vì mẫu thân mình cũng lớn tuổi rồi, xem có thử tình hình mẫu thân hàng ngày có khỏe không, thân tâm có được vui vẻ không, ăn uống có ngon miệng không. Rồi nhiều lúc lấy chiếc xe lăn để mẹ đi vòng vòng sân chùa, để mẹ được hóng mát, để mẹ được vui vẻ, có thể trường thọ sống lâu. Mà quý vị biết ha, sư phụ của chúng ta bệnh biết bao nhiêu công việc, nào là lo Phật tử nè, lo trong lo ngoài, rồi đo đi giảng kinh thuyết pháp hằng phát lỡ sân, rồi do in ấn kinh sách băng đĩa, rồi do dịch thuật kinh sách. Quý vị thấy rồi ha, ở chùa chúng ta thì sư phụ làm biết bao nhiêu công việc vậy, nhưng mà Ngài cũng không có quên nhiệm vụ làm con của mình. Nên để tưởng nhớ công ơn cha mẹ thì sư phụ cũng có bài thơ: dù con xuất thế tu hành, vẫn không quên đức sanh thần mẹ cha. Không cha sao có thân này, không thầy sao được như ngày hôm nay. Sư phụ chúng ta cũng là một cái tấm gương hiếu hạnh. Còn có một tấm gương, một đứa bé tên Thái Thuận. Một bữa nọ Thái Thuận vào trong rừng hái dâu, thì trên đường về thì thấy một lúc đó gặp một đám lâm tặc. Lúc đó ông lâm tặc đưa cái kiếm ngay cổ Thái Thuận: này ngươi, ngươi đang cầm cái gì đó, ngươi hãy mau mau đưa cho ta. Thái Thuận còn nhỏ, em sợ quá em run cầm cập. Dạ thưa ông, con đang cầm giỏ dâu. Cái ông lâm tặc nói: vậy ngươi hãy mở ra ta xem. Thái Thuận mở cái nắp giỏ ra, thì ông lâm tặc nói: vậy ngươi hái dâu này ở đâu? Thì thưa ông, con hái dâu này ở trong rừng. Vậy tại sao ngươi hái dâu mà ngươi bỏ một bên là dâu chín, một bên là dâu xanh vậy? Cái Thái Thành nói: thưa ông, khi con hái được cái dâu nào chín á, con bỏ bên vỏ tay phải con. Cái dâu nào xanh á, thì con bỏ bên vỏ tay trái của con. Tại vì ở nhà mẹ con á, thì thích ăn dâu chín. Nên khi con hái về đến nhà thì ngay lập tức liền có dâu chín cho mẹ con ăn. Còn cái phần vỏ dâu bên tay trái con là phần dâu xanh này á, thì để dành cho con. Thì ông lâm tặc á, ông nghe nói vậy, ông cũng rất vô cùng cảm động. Ông thấy em Thái Thuận mới được 5-6 tuổi, thằng bé này nó nhỏ xíu mà nó đã biết hiếu thảo với cha mẹ nó vậy rồi. Thì ông vô cùng cảm động. Tuy là ông là người cực ác, nhưng mà ông cũng có tình người, ông cũng biết được tình mẫu thân. Và ông đã tha cho Thái Thuận đi, ông còn cho em thêm một giỏ trái cây nữa để em đem về cho mẹ mình. Nên nếu quý vị biết ha, tâm hiếu nó có thể cảm động, động lòng những con người cực ác nhất. Thường thì những người trẻ chúng ta thường không có nhớ đến ơn cha mẹ. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta có gia đình, khi đó chúng ta sinh con, chúng ta thấy được cái sự đau đớn của sinh đỡ. Rồi chúng ta nuôi dạy con cái, thấy được cái sự cực khổ của việc nuôi dạy. Lúc đó ta mới nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta bận biểu bao nhiêu công việc, lo làm ăn, cũng không có quan tâm đến cha mẹ. Nhưng mà khi nhìn lại thì cha mình đã già, mẹ mình tóc đã điểm bạc. Còn có những người con á, họ đi làm thành phố, đi làm xa, cha mẹ họ thì ở quê á. Nhiều lúc 3-4 tháng họ không hề gọi điện về nhà, mà cha mẹ ngày nào cũng nhớ nhung đến họ. Rồi có những lúc á, cả một tháng trời á, trong đầu cũng không có ý niệm nghĩ nhớ đến cha mẹ. Mà quý vị thử hỏi những người mẹ ở nhà, ở quê, có những đứa con đi làm xa, đi thành phố gì đó, có thử có ngày nào mà người mẹ không có những ý nghĩ nhớ đến con không? Hầu như không, ngày nào cha mẹ cũng nghĩ nhớ đến con, nhất là người mẹ. Không có ngày nào mà người mẹ không nghĩ đến con. Vài ý niệm,
Người mẹ nghĩ con mình nó đi làm ở thành phố xa xôi, không biết nó việc ăn uống của nó như thế nào, nó có khỏe không, rồi nó có đi làm rồi nó có bị chúng bạn ức hiếp không, rồi nó có bị bệnh tật gì không. Đó, nên người mẹ không có ngày nào mà không thôi ý nghĩ đến con. Còn quý vị ở đây, quý vị thử vào phòng sinh quý vị xem, tại sao cái thanh sắc ở trước đầu giường của người phụ nữ sinh nở nó bị cong đi? Tại vì người mẹ lúc sinh con á, người mẹ cầm tay người ta, mẹ dựa vào cái thanh sắc để người mẹ đẩy đứa con ra. Nhiều người mẹ sinh vậy á, nên cái sức kéo đã làm cho cái thanh sắc cong đi. Tại sao quý vị thấy á, cái người bị bệnh ung thư á, thì họ lại tự tử? Rất nhiều người bị bệnh ung thư họ lại tự tử. Tại vì cái căn bệnh ung thư á, nó đau đớn hành hạ, họ chịu không nổi, nên họ đã tự tử. Mà cái nỗi đau của người mẹ sinh con á, thì gấp rất nhiều lần, gấp trăm, gấp ngàn lần cái căn bệnh ung thư. Nhưng mà họ cũng vẫn gắng chịu đựng được, họ vì thương con. Mà khi lúc sinh nở, lúc nhất sinh thập tử á, thì họ không, vẫn không thôi ý niệm nghĩ nhớ đến con. Nên khi mà vừa sinh đứa con ra, cái câu hỏi đầu tiên là gì? Con của tôi á, nó có khỏe không? Phải không quý vị? Ở đây quý vị là người mẹ không, nên quý vị biết được. Đó, nên khi mình đau đớn nhất, mình nhất sinh thập tử vậy mà mình cũng không thôi ý niệm nghĩ đến con mình. Nên ôi, dưới vòng trời này, ai là người khờ dại nhất? Dưới vòng trời này á, mẹ là người khờ dại nhất. Tại sao vậy? Dù đứa con nó có ngỗ nghịch, nó tạo bao nhiêu điều sai trái tội lỗi, thì cha mẹ nó vẫn dang rộng vòng tay để ôm ấp nó. Dù đứa con á, nó làm bao nhiêu điều sai quấy, nó về nó nói với mẹ nó vài lời ngon ngọt, rồi nó xin một ít tiền, thì mẹ nó cũng sẵn sàng cho nó, mà không hề nghĩ đến những cái tội lỗi quá khứ của nó, không hề oán trách gì về nó hết. Nên mẹ là người dễ gạt nhất, là người khờ dại nhất dưới vòng trời này. Thì ơn cha hơn núi lớn, nghĩa mẹ hơn đất dày, hy sinh lòng chẳng quản mà vẫn không nguôi ngoai. Mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối cùng. Thì cha mẹ nuôi con không kể ngày tháng, mà con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Ôi, Đức Phật có dạy rằng, ví như vai phải của mình đây nè, cộng cha nè, vai trái cộng mẹ, đi khắp hết cả quả địa cầu này cũng không sao báo được công ơn cha mẹ. Thì là người con, chúng ta nghĩ xem, chúng ta đã lo cho cha mẹ được gì chưa? Đã lo ăn lo mặc cho cha mẹ chưa? Rồi hằng ngày chúng ta có lo cho cha mẹ được thanh tâm vui vẻ không? Hay là rồi hằng ngày chúng ta có làm chuyện gì để cha mẹ phải buồn đau không? Chúng ta làm điều gì xấu xa để cha mẹ hổ thẹn với xóm làng, với mọi người để rồi cha mẹ phải buồn đau, tức giận không? Rồi lúc cha mẹ bệnh tật đã lo thuốc men cơm cháo chu đáo chưa? Và quý Phật tử là những người con Phật đã hướng cha mẹ chúng ta đến với Phật Pháp chưa? Hướng cha mẹ đến quy y Tam Bảo chưa? Hướng đến điều thiện, điều lành để cha mẹ hiện đời sống an lạc, và sau khi mãn báo thân này được sanh về cảnh giới an lành không? Đó, nên công ơn của cha mẹ thì vô bờ, vô bến. Thì có câu chuyện, có ông quan địa phương, ông ra cái quy định á, hệ người dân ở trong địa phương này á, mà ai mà có cha mẹ từ 70 tuổi trở lên á, là đưa lên trên núi cao hoặc đưa vào trong rừng sâu á. Tại vì 70 tuổi mà trở lên là để ở nhà là lớn tuổi, không làm ra của cải vật chất gì hết. Để ở nhà thì chỉ tốn cơm, tốn gạo thôi. Nên ông ra cái quy định đó. Thì bữa đó ông đóng một cái khung củi. Con á, hỏi cha ơi cha, cha đóng cái khung củi này làm gì vậy? Quan địa phương ông nói á, thì cha đóng cái khung củi này á, hồi trước cha có ra cái quy định á, người dân trong địa phương đó, ai có cha mẹ mà từ 70 tuổi trở lên á, đưa lên núi cao hoặc rừng sâu. Giờ ông nội của con đã hơn 70 tuổi rồi, thì cha cũng phải làm gương cho mọi người dân trong làng này. Thì đứa con nhỏ nó nói á, vậy cha ơi cha,
Bữa nào mà cha đưa ông nội lên trên núi á, thì cha cho con đi theo với. Thì sau khi đóng xong cái khung củi á, thì ông cha này á, đưa ông nội lên trên núi á. Và lúc mà đi đến trên ngọn núi rồi á, thì ông mở cái khung củi ra. Ông quan địa phương bỏ ông nội rồi đó. Rồi ông quay mặt ông trở về. Thì ông đi được khoảng 100 mét á, thì thấy thằng con của mình á, thằng bé á, nó kéo khung củi lết về theo. Thì ông nhìn lại, ông hỏi, con ơi con kéo cái khung củi này làm gì vậy? Cha vứt bỏ đó đó, cái gỗ này là không có sử dụng gì được nữa đâu. Bỏ đó đi, đừng có đem về nữa. Thì đứa con nó nói, cha ơi cha, để con đem cái khung củi này về. Hà bữa cha già, con sẽ đưa cha lên trên núi này nè. Ồ, lúc đó ông mới chợt tỉnh ra. Nếu như mà mình đối xử với cha mẹ mình như thế, thì sau này con cái nó sẽ bắt chước, nó sẽ đối xử với mình cũng như thế. Nên lúc đó thì ông hối hận và ông đem ông nội quay về nhà. Thì khi về đến địa phương á, thì ông ra quy định với người dân trong địa phương á, ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Nếu mà ai không hiếu thảo á, thì ta sẽ chém đầu. Thì từ đó về sau á, thì người dân trong địa phương á, ai cũng hiếu thảo với cha mẹ hết. Nên chúng ta cũng thường nghe câu nói á, người trước làm, người sau làm theo. Có nghĩa là mình đối xử cha mẹ mình như thế nào thì con cái mình sẽ đối xử mình như thế đó. Ví dụ đi, nếu quý vị là người cha, người mẹ ở trong nhà, quý vị có ông bà, quý vị có con nhỏ, thì giả sử như quý vị là người bới cơm, thì quý vị sẽ bới cho ai trước? Thằng con của mình nó nhỏ nhắn dễ thương, mình bới cơm cho nó trước không? Quý vị làm vậy là sai rồi. Quý vị phải bới cho ông bà trước, sau đó mới bới cho nó. Quý vị phải làm ra tấm gương hiếu thảo cho nó xem, phải làm ra tấm gương biết cung kính người lớn cho nó xem. Và khi nó lớn lên một chút rồi á, thì quý vị dạy nó, con là người con trong nhà, con là người nhỏ nhất, thì con phải là người bới cơm. Và khi bới cơm á, thì phải bới cơm cho ông bà trước, sau đó mới bới cơm cho cha mẹ, rồi mới đến anh em. Mình phải dạy trẻ là phải có thứ tự trước sau, thì nó mới tôn kính người lớn, biết tôn kính thứ tự trước sau được. Thì ngoài cái việc vấn đề thứ hai chúng con nói chuyện với cái Phật tử á, ngoài việc dạy trẻ hiếu thuận á, phải dạy chúng biết kính trọng mọi người, nhất là những người lớn hơn nó. Có cái câu chuyện, có đứa bé này, thì cái ngày đó là cái ngày khai trường, thì đứa bé lúc đó vừa bước vào lớp, thì lúc bước tới trước cổng á, thì nó thấy ông thầy giáo, nó chắp tay, nó chào thầy giáo, thưa thầy, con mới vào lớp. Nhưng mà ông thầy giáo này thấy đứa bé này rồi, nhưng mà đang nói chuyện với mấy đứa bé khác, nên cũng không để ý đến nó. Thì nó đến gần á, nó vòng tay, nó chắp, nó chào thêm lần nữa, thưa thầy, con mới vào lớp. Nhưng mà nhìn cái tư cách của nó chào á, nó rất khiêm hạ, rất cung kính. Nên ông thầy giáo á, ông nói với bà mẹ của nó, bà mẹ của đi với thằng bé đó, con của cô á, sau này nó lớn lên á, nó sẽ gặp được quý nhân. Cái bà mẹ ngạc nhiên, tại sao thầy mới thấy con tôi đây mà thầy biết sau này nó lớn lên nó gặp được quý nhân? Thì ông thầy, ông nói á, tại vì tôi thấy con của cô á, nó khiêm tốn hơn những đứa bé bình thường khác, nên sau này á, nó lớn lên á, nó sẽ được nhiều người giúp đỡ, nên quý nhân ở đây là người giúp đỡ. Thì quý vị thấy ha, tại sao á, bao nhiêu nước sông lại đổ về nước biển? Tại sao quý vị? Tại vì cái mực nước biển á, nó thấp hơn mực nước sông, nên bao nhiêu sông nó lại đổ về được biển. Nên khi mình sống giữa đại chúng, sống giữa mọi người, mình thường khiêm hạ, thường cung kính á, thì mình sẽ được mọi người yêu thương, được mọi người chiếu cố cho mình. Lỡ mình phạm phải cái điều gì sai lầm á, người ta dám chỉ bảo cho mình. Thì giống như một mình mà có 100 con mắt để nhìn đường cho mình vậy á. Còn nếu như mà mình cao quá, cao ở đây là cao gì? Cao ở đây là cao ngạo. Mình cao quá người ta đâu dám chỉ cho mình. Tại vì chỉ cho mình sợ mình chửi người ta sao? Chỉ cho mình thì mình cũng không tiếp nhận. Tại vì mình thấy mình cao hơn mọi người rồi, nên dù người khác có nói hay mình cũng không chịu tiếp nhận. Nên khi mình sống giữa đại chúng, mình càng khiêm hạ thì càng được nhiều người yêu thương giúp đỡ. Thì ngày anh Quang có nói câu á, một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính
thì được 10 phần lợi ích. Còn người xưa, mấy vị cao tăng hoặc là mấy vị tu hành đắc đạo, quý vị, khi mà thấy đệ tử đến học đạo với họ, họ nhìn thấy người đệ tử khi mà bước vào trước cổng á, thì nhìn cái người đệ tử đó, nhìn họ lạy Phật rồi có cung kính không, rồi nhìn lạy vị thầy này có cung kính không, đó họ nhìn thấy vậy. Rồi nhìn thấy cái người đệ tử lúc mà bước vào ví dụ bước vào nơi chỗ đến chỗ họ, thì họ nhìn để phía trước á, cái dép để như thế nào, có ngay ngắn không. Những vị thầy mà những vị đắc đạo, những vị cao tăng á, họ nhìn vào ba đặc điểm. Thứ nhất, nhìn người đệ tử đó họ có kính người không, kính người nè. Thứ hai á, nhìn cái người đệ tử đó có kính vật không, kính vật là mình có vứt bỏ đồ vật lung tung không, có tiêu xài phung phí không. Thứ ba là nhìn cái người đó có kính việt không, kính việt là mình làm việc có đến nơi đến chốn không, hay là bỏ ngang nửa chừng vậy, làm việc có chu toàn không. Thì họ nhìn thấy có ba đặc điểm, người đệ tử đến học đạo mà thấy có kính người, kính việt, kính vật, thì họ để tâm để họ dạy bảo. Tại vì họ thấy người đó sau này có thể là bậc pháp khí trong Phật Pháp, họ có thể tu học, có thể lãnh hội và có thể thành tựu. Còn nếu nhìn không thấy ba đặc điểm đó thì họ không có để tâm để chỉ bảo riêng, họ chỉ bảo với đại chúng, chỉ chung với mọi người thôi. Tại vì chỉ bảo những người đó thì cũng không thành tựu, nên họ không để thời gian công sức để chỉ riêng cho người đó. Còn bình thường chúng ta thấy người thiện thì chúng ta hay kính mến, phải không? Chúng ta thường kính mến họ, kính họ, lễ kính họ. Nhưng mà đối với người ác thì chúng ta có kính không, quý Phật tử? Thì Đức Khổng Tử có câu nói, ba người đi trên một đoạn đường á, thì trong đó có một người là thầy của ta. Ba người là ai thưa quý vị? Ba người á, thứ nhất là bản thân mình là một nè, thứ hai là người thiện là người thứ hai nè, người thứ ba là người ác. Nên Đức Khổng Tử có nói, ba người đi trên một đoạn đường, trong đó có một người là thầy của ta. Người thiện là thầy của ta, vậy người ác có phải là thầy của ta không? Thì người ác thật sự cũng là thầy của ta. Người ác họ làm ra những điều ác, những điều sai trái, để chúng ta phản tỉnh, chúng ta nhìn họ xem, chúng ta có tạo những điều ác giống họ không? Nên họ là tấm gương để soi đường cho chúng ta. Nếu chúng ta có những điều ác giống họ thì chúng ta hãy mau mau chừa bỏ. Nếu không có thì chúng ta biết đó rồi sẽ không tránh xa, không làm những điều ác giống họ. Và cũng phải thương và cảm thông cho người ác, tại vì họ nghiệp chướng, thiếu trí tuệ mới làm ra những điều ác đó. Mà chúng ta thường nghĩ lại bản thân mình, phản tỉnh lại bản thân mình, do mình tu học chưa tốt nên mình không đủ khả năng, không đủ trí tuệ, không đủ đức hạnh để giúp đỡ họ, nên mình phải sanh tâm hổ thẹn đối với bản thân mình, chứ không nên xem thường họ. Kinh Pháp Hoa có dạy rằng á, tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Đó, tất cả chúng sanh đều là Phật sẽ thành, thì tương lai ai cũng là Phật. Nên mình kính họ á, là kính cái tánh Phật của họ, sau này họ sẽ thành Phật. Còn cái tướng thì biểu hiện ra khác nhau, có đẹp, có xấu, có thiện, có ác khác nhau. Còn cái tánh Phật thì chỉ có một, nên mình kính là kính cái tánh Phật của họ nữa. Còn quý vị đọc kinh bữa sáng, kinh Lăng Nghiêm có thập đại nguyện vương phổ hiền Bồ Tát ha. Điều thứ nhất á, nhất giả lễ kính chư Phật. Thì chư Phật ở đây là có chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vĩ lai. Thì chư Phật quá khứ là ai? Là Đức Phật Cu Lô Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm. Còn Đức Phật hiện tại là Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật A Di Đà. Cả chúng sanh là Phật vĩ lai. Nên chúng ta kính Phật thì phải kính chúng sanh, nên người ác chúng ta cũng phải kính. Nhưng mà người thiện thì chúng ta gần gũi để chúng ta học tập những điều hay, điều tốt của họ. Còn người ác thì chúng ta tạm thời tránh xa, tại vì mình nhiều lúc mình gần họ mình sợ bị liên lụy. Còn nếu mà khi khả năng mình đủ rồi á, mình đủ tài năng, đủ đức hạnh, đủ trí tuệ rồi á, thì mình có thể gần gũi để mình giúp đỡ họ, để họ chuyển từ ác sang thiện. Vì vậy cái vấn đề, ngoài cái vấn đề dạy con hiếu, rồi phải dạy con biết kính trọng mọi người, để sau này nó được mọi người yêu thương, được giúp đỡ. Cái vấn đề thứ ba là ngoài việc dạy trẻ hiếu kính thì phải dạy trẻ siêng năng làm việc, tập cho chúng tính tự lập. Đó, con cái trong nhà thì chúng ta phải dạy cho chúng siêng năng làm việc, tập cho chúng tính tự lập. Thì có câu chuyện
có đứa bé nọ, bữa đó nó học trên trường về cái bài học đạo làm người. Con cái là phải biết hiếu thảo cha mẹ, biết đảm đang công việc cho cha mẹ. Thì bữa đó nó thấy mẹ đang nấu ăn, thì nó nói với mẹ nó: mẹ ơi mẹ, mẹ bữa nay mẹ để cho con nấu ăn dùng cho mẹ nha. Mẹ nó ngạc nhiên: ủa đứa con mình xưa nay nó biến nhát lắm à, sao tự nhiên bữa nay nó xuyên đột xuất vậy? Nhưng mà mẹ nó cũng rất vui lòng, mẹ nó kêu: vậy thì con bữa nay con nấu ăn cho mẹ ha, mẹ cảm ơn con nhiều lắm nha. Thì lúc đó đứa con này á, nó nấu cái món canh bí, nhưng mà tại vì nó còn nhỏ, cái bếp thì nó cao quá, thì nó vói không tới, thì nó lấy cái ghế, nó đứng lên cái ghế, sau rồi nó lấy một cái nồi, bật lửa lên, rồi nó đổ dầu vào, sau đó nó lấy cái rổ bí mà cắt ra từ khúc khúc, từng đoạn đoạn rồi á, nó đổ vô cái nồi dầu đó, thì thấy dầu nó bắn lên cao, nó sợ phỏng tay, nó lấy cái găng tay của mẹ trùm cái tay lại, sau đó nó đổ bí vào tiếp, thì cái dầu bắn cao hơn nữa, thì nó lấy cái nón bảo hiểm của mẹ trùm cái đầu nó lại, thì sau đó nó cũng nấu xong nồi canh bí. Nhưng mà khi nó nấu xong nồi canh bí á, mồ hôi nó chảy nhễ nhại, nó cảm thấy mình nấu có ăn xong nó vất vả, nó cực khổ vậy. Thì từ đó về sau nó cũng biết phụ nấu ăn với mẹ nó, nhưng mà nó biết được cái nỗi vất vả của cha mẹ mình khi làm việc, khi kiếm từng đồng tiền để nuôi lấy mình. Khi làm việc vậy nó mới biết được tri ân báo ơn. Và giả sử sau này có những lúc mẹ nó nấu ăn dở á, thì nó cũng không dám chê mẹ, tại vì nó biết được cái vấn đề nấu ăn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Còn quý vị thấy ha, thời nay đôi lúc chúng ta có con cái ở nhà, nhiều đứa bé gái 12, 13 tuổi rồi á, lớn dậy rồi á, mà chúng ta cho nó đi học về, chúng ta cho nó đi chơi thoải mái, không tập cho nó làm việc gì hết. Rồi chúng ta nuông chiều nó, bình thường thì nước đưa đến tay, cơm đưa đến miệng. Rồi có những đứa con nhà giàu á, nó 7, 8 tuổi rồi, mà nhiều lúc nó đi ra, định đi đâu ra ngoài á, rằng nó leo lên cái ghế cao, nó ngồi lên, xong đó nó xìa cái chân ra, thì cha mẹ nó mang giày, mang vớ chu đáo cho nó, rồi dẫn nó đi chơi đi đâu đó. Nói chung là nuông chiều hết sức vậy. Thì giả sử như mà quý vị nuông chiều nó vậy thì nó coi nó là ông thượng đế, coi nó là số một trong nhà, ai cũng nuông chiều, ai cũng yêu thương mình. Nó lớn lên thì nó được mọi người yêu thương, được bổ về, nó xem như thượng đế vậy, thì nó chỉ biết nghĩ đến bản thân nó thôi. Bao nhiêu cái gì cũng dành cho nó mà, nó biết nghĩ bản thân nó thôi. Nên bữa nay rất nhiều đứa trẻ em nó bị bệnh tự kỷ, rồi xem nó là ông hoàng đế là số một á, nên nó xem thường mọi người khác, nên lớn lên nó cũng hay xem thường mọi người. Rồi quý vị không tập cho nó biết làm việc, biết khó khăn của, vất vả của người mẹ nuôi con á, thì nó không biết công lao của quý vị, thì nó không biết tri ân để báo ơn. Mà giả sử như sau này nó đi lớn lên, nó học thành tài, nó đi làm công ty á, nó không quen công việc, tính làm việc của nó không có nhanh nhảy, không có bằng mọi người, nhiều lúc nó làm đâu nó sai nó hư đó, nên nhiều lúc ông chủ cũng không muốn nhận nó vào công ty, nhiều lúc muốn đuổi việc nó đi. Nên quý vị dạy con phải tập cho nó làm việc, để nó biết nỗi khó khăn vất vả, biết tri ân báo ơn. Mà giả sử như quý vị giàu có, quý vị cho nó hưởng sung sướng vậy, thì giả sử như mà một ngày nọ quý vị làm ăn thất bại, thì chắc nó phải chết đói quá, nó không còn ai để nó dựa dẫm, chắc nó phải chết đói mất. Nên mình dạy con phải chú ý gắng tập cho nó làm việc. Cái vấn đề thứ tư á, ngoài dạy dỗ trẻ, rồi dạy dỗ trong gia đình anh em, là phải biết yêu thương lẫn nhau, biết chia sẻ những quyền lợi và cùng nhau gánh vác những khó khăn cho cha mẹ. Thì có câu chuyện, có một đứa bé gái, sau khi nó ở trường về á, nó học cái bài đạo lý làm người. Đạo lý làm người là anh em là phải biết yêu thương đồng vật lẫn nhau. Thì trên đường nó đi về đến nhà, có cô hàng xóm á, cho đứa bé này một trái táo, thì nó đem về nhà. Nó đem về nhà thì nó thấy đứa em nhỏ của nó, bắt đầu nó dự định cho đứa em ăn nửa trái, mình ăn nửa trái, thì nó đưa cho em nó ăn. Thì em nó còn trái táo, cắn hết hơn nửa trái, nhưng mà thấy đứa em vẫn tiếp tục cắn,
Nên lúc đó nó xót lòng quá, nó chạy đến nó giựt trái táo lại. Bà mẹ thấy vậy, cái đứa bé này trái táo mà cũng giựt của em nó, thì bà mẹ gọi điện đến cho ông thầy giáo. Thì ngày mai lại á, thì đứa bé gái đó bước vào lớp á, thì ông thầy giáo kể cái câu chuyện, ông kể cho cả lớp cùng nghe, trong đó có cả đứa bé gái này nữa. Thì ông kể cái câu chuyện á, thì có hai anh em nọ vào rừng đốn củi. Thì khi mà vào đến rừng á, thì người anh đốn một nơi, người em đốn một nơi. Thì sau khi mà đốn củi xong á, thì người anh đốn đầy rồi á, thì người anh qua chỗ người em để xem em mình nó đốn xong chưa, để rủ nó cùng về. Nhưng mà lúc qua đến đó á, thì không thấy em mình đâu hết. Thì hỏi mấy người tiều phu ở đó, thì mấy người tiều phu đốn củi trong gần đó, thì hỏi em của tôi đâu, sao không thấy, lúc nãy nó đốn củi ở đây mà. Thì mấy người tiều phu nói á, em của anh á, lúc nãy bị đám lông tặc nó bắt đi rồi. Và chúng tôi nghe nói á, đám lông tặc này nó dữ, hung dữ lắm, nó cực ác nữa. Ngoài cái việc mà nó ăn muôn thú muôn vật ra, nghe nói nó còn ăn cả thịt người nữa. Lúc đó người anh nghe vậy, người anh vô cùng hốt hoảng. Người anh sợ người em mình bị ăn thịt mà. Người anh hỏi với mấy người tỳ phu á, vậy đám lông tặc đó nó ở đâu? Thì mấy người tỳ phu chỉ cho cái người anh này cái doanh trại của đám lông tặc. Thì người anh chạy đến doanh trại của đám lông tặc này, thì chạy xông vào giữa doanh trại, thì thấy người em của mình đó đang bị trói tay lại cổ ở giữa một cái cây. Thì thấy ở gần đó có một cái nồi nước sôi đang sôi sùng sục vậy á. Thì người anh vô cùng hốt hoảng. Thì lúc đó mấy tên lâm tặc bao vây người anh lại. Thì người anh nói, các ông á, các ông định làm gì em tôi? Các ông định bắt nó để ăn thịt ha? Ông hãy mau mau thả nó ra. Các ông muốn ăn thịt thì hãy ăn thịt tôi đây. Tôi thì mập mạp béo tròn, còn nó thì gầy ốm xanh xao, ăn thịt nó không ngon đâu. Có ăn thịt thì ăn thịt tôi đây nè. Người anh thì nói vậy. Còn người em thì nói sao quý vị? Người em nói á, các ông á, muốn ăn thịt á, thì ăn thịt tôi đây. Cái chuyện mà tôi bị bắt được á, là nhân quả của tôi, không liên quan gì tới anh tôi hết. Các ông đừng có ăn thịt anh tôi. Nên hai anh em họ cứ giành nhau cái chết. Thì đám lông tặc này á, tuy là nó lông tặc nhưng mà nó cũng có phần nào tình người. Nó cũng biết tình huynh đệ giữa lâm tặc với nhau. Nên nó thấy hai anh em này quá yêu thương, quá đùm bọc lẫn nhau, quá nghĩa hiệp với nhau. Nên đám lâm tặc này đã tha cho hai anh em đi. Thì lúc đó ông thầy giáo đang kể chuyện cho cả lớp cùng nghe là có chuyện lâm tặc. Thì ông thầy giáo bắt đầu ông nói tiếp, các em thấy không? Ngay cả cái chết đó mà anh em họ còn giành nhau. Huống gì các em á, ở nhà có trái cam tết táo á, mà cũng không thể chia sẻ cho anh em trong nhà được. Thì lúc đó ông thầy giáo nói vậy thì chạm tới lòng tự ái của đứa bé. Đứa bé ngày hôm qua chia táo cho em nó mà giựt lại nửa trái đó quý vị. Chạm tới lòng tự ái của nó, mà nó sinh ra hổ thẹn. Mình ở nhà bao nhiêu đồ vật nhỏ nhoi, tới cơm tới táo, bao nhiêu đồ vật mà mình không cho nhường cho em mình được. Nên nó sinh tâm hổ thẹn. Chúng ta cũng thường nghe nhân gian có câu nói rằng máu chảy thì ruột mềm. Có nghĩa là khi anh em mình hoạn nạn thì là như một phần thân thể của mình bị đau đớn. Thế mà có những người anh thấy em mình hoạn nạn nè, thấy bệnh tật, làm ăn thất bát, hoặc là thấy nghèo thiếu mà mình cũng không giúp đỡ. Nhiều lúc mình có nhiều tiền lắm mà người em đến mượn mình cũng không cho. Rồi thậm chí tiền mình để ngân hàng không biết bao nhiêu mà mình nói là mình không có. Đôi lúc chúng ta xem nặng vật chất quá, hơn cả tình huynh đệ anh em. Giả sử những cái con người mà họ xem nặng vật chất vậy á, họ đi ra xã hội đi làm công ty làm đồng với đồng nghiệp của họ á, thì họ có thể đối tốt với mọi người, với đồng nghiệp được không quý vị? Họ không thể nào tốt với đồng nghiệp được. Tại vì huynh đệ anh em ruột rà thân thiết nhất mà họ còn chưa tốt, thì làm gì mà tốt với xóm làng, với đồng nghiệp được. Mà giả sử họ có tốt á,
thì họ cũng vì cái người đồng nghiệp kia có cái gì để cho họ lợi dụng họ mới tốt thôi, chứ thật sự cũng sẽ không tốt được. Nên Đức Khổng Tử có nói rằng á, anh em mà không tốt thì kết giao bạn hữu vô ích. Có nghĩa anh em mà không tốt thì mình không thể nào tìm được những người bạn thân, những người bạn tâm giao được. Tại vì không tốt, tại vì mình xem nặng của cải, xem nặng vật chất quá, mình không xem trọng tình nghĩa thì mình không thể tìm ra những người bạn thân cùng chia sẻ ngọt bùi được. Nên Khổng Tử có câu nói á, yêu người thân mới yêu bá tánh, yêu bá tánh mới yêu vạn vật. Có nghĩa là mình muốn yêu thương xã hội, yêu thương đất nước thì mình phải yêu thương những người thân thuộc của mình nhất, yêu thương cha mẹ, yêu thương anh em mình, sau đó yêu thương chồng, yêu thương con, yêu thương lối xóm, xóm làng, bà con, rồi mới yêu thương đồng nghiệp, yêu thương xã hội, yêu thương đất nước, rồi yêu thương muôn loài chúng sanh. Phải từ những gì gần gũi thân thương của chúng ta trước, sau đó chúng ta mới mở rộng được tấm lòng bao dung rộng lớn sâu. Thì có cái câu chuyện, có một cô vợ, cô có một người chồng và một người con và một người anh. Nhưng mà ông quan địa phương á, ông đang tình nghi một cái vụ giết người liên quan đến nhà cô gái này. Thì ông quan đến gặp cô vợ này, ông quan nói với cô vợ này, giả sử nếu như có ba người, một người là chồng cô, một người là con cô, một người là anh cô, thì ba người là hai người đang tình nghi vào tội giết người thì sẽ bị đem ra tử hình. Thì vậy trong ba người đó thì cô chọn, cô cứu người nào? Ba người thì hai người sẽ bị tử hình, thì một người sẽ được cứu một người. Quý Phật tử, quý vị tử cứu ai? Hả? Quý Phật tử cứu ai? Ông quan địa phương nói á, nếu như mà cô không cứu ai á thì tôi sẽ giết luôn ba người. Nên quý Phật tử cứu ai? Ai cứu chồng đâu? Giơ tay chúng con coi thử. Hả? Ai cứu chồng đâu? Rồi, ai cứu con đâu? Giơ tay chúng con coi. Nếu mà không cứu thì ta sẽ giết hết cả bà. Hả? Quý Phật tử, ai cứu con đâu? Giơ tay chúng con coi thử. Vì mình giơ tay mạnh lên, mình nghĩ sao nói vậy? Làm sao nói vậy? Nói sao làm vậy là gọi là Như Lai đó. Nên quý vị, ai cứu con đâu? Giơ tay chúng con coi. Hả? Giơ cao lên quý vị, để chúng con coi thử. Rồi, cảm ơn quý vị, cũng ít ha. Rồi, ai cứu chồng đâu? Giơ tay chúng con coi. Vậy là trường hợp này là phải chém hết cả ba rồi. Còn cái cô gái này á, cô cứu ai quý vị? Cô gái này á, là cô cứu anh. Cái ông quan địa phương á, ông nói tại sao cô là cứu anh? Thì cô nói á, đứa con của tôi á, nếu mà nó không có nó thì tôi xin đứa khác. Còn chồng tôi á, không có ông á thì tôi đi lấy thằng khác. Còn anh của tôi thì tôi chỉ có một thôi. Nên quý vị thấy ha, người hồi xưa á, cái gốc từ gia đình của họ, cái tình cảm cha mẹ, tình cảm anh em á, họ rất sâu đậm. Nên khi mà gia đình họ biết được tình nghĩa anh em, tình nghĩa ruột thịt, ruột rà rồi á, thì khi họ lấy chồng, lấy vợ á, họ đối xử rất tốt với chồng, với vợ, với con của họ. Họ biết được tình nghĩa huynh đệ, anh em, rồi cha mẹ. Họ, tình nghĩa của họ sâu đậm. Còn chúng ta ở đây, nhiều lúc chúng ta vừa lấy chồng, cái chúng ta chỉ nghĩ đến chồng, lo cho con. Chúng ta quên đi tình nghĩa cha mẹ, quên đi tình nghĩa anh em mất. Có nhớ thì nhớ chút chút thôi. Phải không? Nhớ đến chồng, đến con thôi. Đến tình huynh đệ anh em á, mình phải dạy cho con biết được thế nào là anh em huynh đệ mặn đồng cùng nhau. Thì thứ năm nữa, ngoài việc cho con cái ăn học đến nơi đến chốn á, thì cần phải chú trọng dạy trẻ vấn đề đức hạnh. Thì có một câu chuyện, có một người đệ tử, anh ta là tiến sĩ, anh ta đến hỏi với Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân là thầy của anh ta á. Dạ thưa thầy, con học xong tiến sĩ rồi, vậy con phải học thêm cái gì nữa? Thì lúc đó Hòa Thượng Tinh Vân im lặng. Thì anh ta hỏi lên lần nữa, dạ thưa thầy, con học xong tiến sĩ rồi, phải học gì nữa? Nhưng mà cái cách anh hỏi có cái phần hơi tự đắc, tự đắc về bản thân mình. Thì Hòa Thượng nói á, con học xong tiến sĩ rồi á,
thì con phải học làm người. Thì anh ta nói cái việc học là người là cái việc cả cuộc đời mà thầy. Thì hòa thượng nói đúng rồi, cái việc này là việc làm, học làm người là việc cả cuộc đời, vậy thì con phải học cho tốt. Lúc đó anh ta hỏi hòa thượng, vậy học làm người thì phải học gì thưa thầy? Thì hòa thượng nói học làm người là phải học hiếu thảo với cha mẹ nè, học yêu thương anh em, học nhẫn nại, học thành tín, học trung thực, học yêu thương mọi người nè. Hòa thượng kể ra một loạt vậy. Thì lúc này anh ta mới ngộ ra, ồ, trước giờ mình học ở trường, mình học bao nhiêu là tri thức, bao nhiêu là kiến thức nghề nghiệp. Còn những cái vấn đề này, mình chưa hề được ai dạy dỗ, chưa hề học qua. Nên giả sử quý vị, ở nhà quý vị có con, quý vị là bác sĩ, là kỹ sư. Ví như nó hỏi quý vị, con học xong bác sĩ, kỹ sư rồi, giờ phải học cái gì nữa? Thưa cha, thưa mẹ. Thì quý vị cũng phải nói con phải học làm người. Thì trong phim Bao Công á, quý vị coi phim Bao Thanh Thiên ha. Một phim Bao Công có cái câu chuyện, thì có anh này, anh ta là trạng nguyên, nhưng mà vừa là trạng nguyên văn, vừa trạng nguyên võ. Thì anh ta rất giỏi, và hoàng thượng để ý anh ta, dự định sẽ gả công chúa cho anh ta. Nhưng mà cái chế độ phong kiến hồi xưa nó rất khắc nghiệt, thì muốn gả công chúa thì phải xét cái gốc tích của anh này như thế nào. Nhưng mà gốc tích của anh á, thì mẹ anh á là một người kỹ nữ, mẹ anh làm kỹ nữ để nuôi anh ăn học. Thì bữa đó cái anh Trạng Nguyên này, anh trở về làng anh thăm mẹ, thì khi anh bước vào trước cổng á, thì mẹ anh ta chạy ra, mẹ ôm lấy anh ta. Mẹ anh ta vô cùng vui mừng vì con mình đổ Trạng Nguyên về làng, về thăm mình. Mẹ anh ta ôm anh và khóc. Thì lúc đó anh cũng ôm mẹ và khóc. Thì anh nói với mẹ, mẹ ơi mẹ, cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho con rồi. Mẹ lo lắng, mẹ cho con ăn học, mẹ hy sinh cho con rồi. Bao nhiêu là vất vả. Vậy mẹ hy sinh cho con rồi thì hãy hy sinh cho trót. Hy sinh cho trót là hy sinh thêm nữa. Thì người mẹ nghĩ sao đứa con này nó lại nói thế. Bao nhiêu vất vả mình cũng sẵn sàng cho nó, mình sẵn sàng lo nó mọi thứ, ngay cả cái chết này mình cũng sẵn sàng cho nó mà nói lại nói thế. Thì người mẹ nói, vậy con nói sao mẹ không hiểu. Thì anh lúc đó anh ôm mẹ và anh khóc. Ngày mai lại á, anh ta thiết đãi một cái bàn cơm thật là thịnh soạn. Thì trong đó anh ta đã bỏ thuốc độc vào. Thì lúc đó người mẹ ăn cơm nửa chừng á, thì người mẹ mắc nghẹn giữa cổ, người mẹ đau đớn. Người mẹ nói, này con, mẹ bị gì mà mẹ đau vậy? Đứa con nói, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Tại vì trong thức ăn này đã có độc. Mẹ biết không, con giờ làm trạng nguyên rồi, hoàng thượng sắc gả công chúa cho con. Con sẽ được thăng quan tiến chức. Nhưng mà nếu mà biết mẹ là một người kỹ nữ, thì bao nhiêu quyền tước, bao nhiêu địa vị của con sẽ bị cướp đoạt hết. Con không cam lòng. Vì vậy xin mẹ hãy tha thứ cho con. Người mẹ đau đớn nghẹn ngào chỉ vào mặt đứa con. Ngươi, ngươi, ngươi là cái đồ bất hiếu. Người mẹ nói vậy đã qua đời. Thì sau đó Bao Thanh Thiên đó đã điều tra ra cái vụ việc này, biết anh là một người ham quyền lợi địa vị mà giết mẹ mình. Nên trước cái lưỡi đao công án á, Bao Thanh Thiên đã chém đầu anh ta. Giả sử như anh ta mà không bị chém đầu, anh ta ra làm quan, anh ta có thể làm người quan tốt được không quý vị? Không thể được. Tại vì anh ta tham đẳng của cải vật chất, xem trọng danh lợi quá mà. Nếu anh ta làm quan thì anh sẽ lợi vào địa vị quyền tước của mình để ức hiếp người dân, để bóc lột người dân. Anh ta có thể phản bội đất nước, có thể buông nước bán dân. Nên Lão Tử có câu nói, Lão Tử là tu bên Lão Giáo á, muốn tu tiên đạo, trước tu nhân đạo, không tu nhân đạo thì tiên đạo còn xa. Có nghĩa bên chỗ Lão Tử là họ tu tiên. Nên mình muốn làm tiên á, thì phải làm người cho tốt cái đã. Còn mình không làm người cho tốt á, thì mình đừng có nói mình làm tiên, đừng có nói làm Phật, làm Bồ Tát, đừng có nói mình vãng sanh cõi cực lạc. Không được quý vị. Trong Kinh Di Đà có nói á,
ở cõi cực lạc là chư vị thiện nhân câu hội nhất sư, là ở đó toàn là những người thiện. Về nơi đó mình ác quá, mình hằng ngày thị phi, mình lên đó chắc làm cho cõi cực lạc nó bị hỗn loạn lên quá. Nên chúng ta muốn làm Phật, làm Bồ Tát, muốn vãng sanh là phải làm người tốt cái đã. Thì có ông thầy giáo, ông hỏi mấy em học sinh, thầy đố mấy em học đại học có văn hóa không? Thì mấy em học sinh nói, dạ thưa thầy, học đại học có văn hóa. Bắt đầu ông thầy giáo ông hỏi tiếp, vậy bất hiếu cha mẹ thì có văn hóa không? Mấy em học sinh nói là, thưa thầy, bất hiếu cha mẹ không có văn hóa. Vậy mà học đại học mà bất hiếu cha mẹ thì có văn hóa không? Ông hỏi tiếp là, học đại học mà bất hiếu cha mẹ thì có văn hóa không? Thì mấy em học sinh trả lời là không có văn hóa. Nên đôi lúc chúng ta học thức cao mà chúng ta không có đức hạnh, thì đôi lúc chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, rồi chúng ta cậy vào cái việc học hành cao của chúng ta xem thường mọi người. Chúng ta thấy hồi xưa ở trong trường học á, thì có ghi cái chữ là tiên học lễ hậu học văn, phải không? Trước học lễ nghĩa học đạo đức, sau mới học văn chương kỹ nghệ ngành nghề. Nhưng mà thời nay ở trường học á, thì chỉ chú trọng về ngành nghề, về kỹ nghệ, về tri thức thôi. Còn vấn đề đạo đức thì cũng không được dạy dỗ kỹ càng, phải không? Nên quý vị dạy cho con cần phải chú trọng đến vấn đề đức hạnh. Cái cây mà nó càng cao á, mà cái gốc nó không vững á, thì nó rất bị đổ ngã đi. Giả sử như nó đi học nó ra nó làm giám đốc, làm ông này bà nọ á, mà nó không có đức hạnh á, thì nó sẽ ỷ vào quyền thế của mình, ức hiếp mọi người. Rồi nó có thể làm ra những điều sai trái, để rồi nó cũng phải bị tù tội, bị sa đọa. Nên quý vị dạy con ngoài cái việc cho ăn học đến nơi đến chốn á, cần phải chú trọng cái vấn đề đức hạnh. Thì đối với cái vấn đề giáo dục, đối với vấn đề dạy con, thì dạy người nữ nó còn quan trọng hơn dạy người nam. Tại sao quý vị biết không? Chúng ta ở Việt Nam thì theo cái chế độ phong kiến, nên ông bà cha mẹ ta thì hay xem trọng con trai hơn con gái, phải không quý vị? Nên lúc dạy dỗ thì hay để ý bảo dưỡng chăm sóc con trai hơn con gái. Thật sự ngài Ấn Quang một ngày cũng có nói đó, dạy dỗ con gái nó càng quan trọng hơn con trai. Tại vì một đứa bé gái á, nó được dạy dỗ tốt á, nó thành người tốt á, thì sau này nó lớn lên á, nó sẽ là người vợ tốt. Mà người vợ tốt á, thì là người mẹ tốt. Mà người mẹ thì hay gần gũi chăm sóc con cái hơn người cha. Nên một đứa bé gái mà nó tốt á, thì con của nó tốt cũng tốt, cháu nó cũng tốt, nó tốt tới mấy đời lắm. Còn đối với mình dạy con trai, ví dụ nó bị hư á, thì nó hư hỏng thì một mình nó hư thôi. Sau này nó lên nó làm cha, cha thì thành một người cha hư. Người cha hư thì còn người mẹ, người mẹ hay gần gũi chăm sóc con hơn. Nên một đứa con trai hư thì nó chỉ hư một đời thôi. Còn một đứa con gái nó hư tới mấy đời. Nên đối với việc giáo dục á, người nữ là càng quan trọng hơn người nam. Nên cái thế giới này mà hòa bình á, động loạn á, là người nữ á, là hơn 50%. Đó mình giáo dục dạy dỗ con cái mà. Nên hòa bình á, động loạn là người nữ góp phần hơn 50%. Nên quý vị là trong này là những người nữ á, quý vị phải tự hào về bản thân mình. Nên cái nghĩa vụ cao cả của mình là cái nghĩa vụ dạy con. Thế mà có những người mẹ thấy chồng mình đi làm, mình cũng muốn làm theo để khỏi phải thua chồng. Và trong khi đó chồng mình có khả năng nuôi cả gia đình rồi mà, nhưng mà mình còn muốn đi làm, rồi muốn la làm quan tước ông này bà nọ, rồi muốn làm cái này cái nọ. Cái việc đó thì để cho chồng quý vị đi làm, để cho con quý vị đi làm. Cái việc giáo dục con cái là nghĩa vụ cao cả thiêng liêng. Giả sử như quý vị kiếm tiền ra, quý vị muốn kiếm tiền để sau này lo cho con cái, để nó được đầy đủ, được hạnh phúc. Nhưng mà quý vị khi kiếm được nhiều tiền rồi mà nó hư hỏng á, thì bao nhiêu tiền của đó sau này nó cũng tiêu phá hết. Rồi nó hư hỏng, nó sa đọa, lúc đó chúng ta hối hận cũng không kịp. Còn có những người cha mẹ đi làm rồi kiếm cũng, người cha cũng kiếm nhiều tiền, người mẹ cũng kiếm nhiều tiền. Đáng lẽ thay bằng một người là có thể nuôi cho gia đình đủ cuộc sống, nhưng mà họ cũng gắng đi làm rồi gửi cháu cho ông bà nội. Nhưng mà quý vị thấy ha, thường thường mấy người lớn á, 70-80 tuổi ông bà nội á, mà hay chăm sóc mấy đứa bé nhỏ á, thì ông bà nội rất yêu thương, hay cái gì cũng là yêu thương nuông chiều hết sức luôn. Nên nhiều đứa con bé nhỏ vậy nó được nuông chiều quá, nên ông bà nội dạy con thì cũng không tốt bằng cha mẹ, tại vì hay nuông chiều quá đôi lúc nó sinh hư. Còn quý vị thấy ha,
Buổi sáng giờ lúc chúng con đi học á, đi sáng sớm chưa được 6 giờ mà thấy có những cô gái mang những cái quần ngắn lắm, không thể nào mà ngắn hơn nữa. Quý vị thấy ha, bữa nay mấy đàn ông rồi con trai có ra đường có dám mang quần đùi không? Ngại đâu có dám mang phải không? Thế mà con gái bữa nay đi chơi ban đêm mang quần ngắn lắm, không thể nào ngắn hơn vậy. Tại vì sao quý vị? Tại vì nó ảnh hưởng của xã hội phương Tây, rồi ảnh hưởng của truyền hình, vi tính. Nên xã hội bữa nay rồi, tình trạng phá thai á, đang là tình trạng lớn của xã hội. Đất nước Việt Nam chúng ta là một trong những nước á, có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Thống kê một năm là khoảng 200.000 đứa bé sinh ra đời, thì có khoảng 50.000 đứa bé bị phá bỏ đi, là chiếm 1/4. Rồi tình trạng ly hôn bữa nay cũng đang báo động, phải không? Còn thời xưa chúng ta mà nói đến hình ảnh của người phụ nữ là hình ảnh gì quý vị? Hình ảnh chiếc áo dài, hình ảnh chiếc nón lá, phải không? Hình ảnh người phụ nữ, rồi hình ảnh chiếc áo bà ba, chiếc quần ống lê, là hình ảnh phụ nữ. Còn thời nay hình ảnh phụ nữ là cái gì? Là chiếc xe tay ga, mang quần đùi ngang hông, là hình ảnh phụ nữ thời nay. Thời xưa chúng ta dạy con gái thì dạy gì? Dạy công, dung, ngôn, hạnh. Công là gì? Công là siêng năng làm việc, đảm đang công việc. Dung là nhà cửa, áo quần sạch sẽ, dung mạo đoan chánh. Ngôn là gì? Là lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào. Hạnh là đức hạnh, biết lợi người, lợi vật. Đó, thời xưa chúng ta dạy con gái là công, dung, ngôn, hạnh. Thời nay dạy con gái là gì? Kiêu, sa, dâm, dật. Kiêu là mình nuông chiều quá nên nó trở nên kiêu căng. Đầy đủ vật chất quá nên nó xa hoa, tiền bạc, phấn son gì đầy đủ, nó xa hoa. Dâm thì trai gái, rồi cờ bạc, rượu chè, những cái ham muốn không lành mạnh thì gọi là dâm. Dật là phóng dật, buông lung, không có chí hướng gì hết. Đó, còn con gái thời nay. Thứ nữa, vấn đề thứ sáu là dạy hướng dẫn trẻ chọn bạn tốt để chơi và chọn môi trường lành mạnh để thanh cảnh. Quý vị ở đây, quý vị cũng từng nghe câu chuyện mẹ của Mạnh Tử ba lần rời nhà rồi ha. Mẹ Mạnh Tử lúc đầu á, thì nhà ở gần cái nghĩa trang. Thì lúc đó thấy Mạnh Tử còn nhỏ lắm, rủ những chúng bạn á, chơi trò hai người, khiêng một đứa bé bỏ lên tấm ván á, khiêng đi đến rồi đào một cái lỗ, rồi bỏ đứa bé nó nằm ở trong cái lỗ đó, chơi trò giả làm người chết đó. Nhưng mẹ Mạnh Tử thấy Mạnh Tử chơi cái trò gì kỳ lạ vậy. Mẹ Mạnh Tử thấy đây không phải môi trường thích hợp của con ta. Sau đó mẹ Mạnh Tử dời nhà sang gần cái lò mổ, thấy Mạnh Tử rủ mấy người bạn á, chơi cái trò chơi là bắt những con dế, rồi bắt những cái con cào cào châu chấu mổ bụng ra. Rồi chơi trò chơi là hai đứa bắt một đứa trẻ, lấy cái dao cứa ngay bụng vậy á. Cái mẹ nó thấy, ồ đây không là môi trường lành mạnh của con ta, đây môi trường phức tạp quá. Sau đó mẹ Mạnh Tử dời nhà đến gần cái chợ, thì thấy Mạnh Tử rủ chúng bạn chơi trò buôn bán. Thấy nó giành giật tiếng to tiếng nhỏ, cãi cọ lẫn nhau. Nên mẹ Mạnh Tử thấy đây cũng không phải là môi trường thích hợp của con ta. Sau đó mẹ Mạnh Tử dời nhà đến gần trường học, thì thấy Mạnh Tử chơi trò viết chữ rồi thấy lễ phép rồi cung kính rồi á. Thì mẹ Mạnh Tử thấy, ồ đây chính là môi trường thích hợp cho con ta. Bữa đó đang đi học thì Mạnh Tử cúp tiết bỏ về nửa chừng. Khi bước vào trước cửa nhà, mẹ Mạnh Tử đang dệt vải, thì thấy con mình biết nó cúp tiết bỏ về. Mẹ Mạnh Tử dùng cái kéo cắt đi tấm vải luôn. Lúc đó Mạnh Tử hỏi mẹ, tại sao mẹ đang dệt vải mà cắt bỏ vậy? Thì mẹ Mạnh Tử nói, thì giống như con vậy, con đi học mà con bỏ nửa chừng, thì giống cái tấm vải này á, nó sẽ không sử dụng được. Con học mà con bỏ nửa chừng thì tương lai của con sẽ như thế nào? Nên từ đó về sau Mạnh Tử cố gắng học tập, và sau á, Mạnh Tử trở thành một bậc hiền triết. Người ta gọi Khổng Tử là chí thánh, Mạnh Tử là á thánh, chỉ sau Khổng Tử thôi. Nên cái vấn đề giáo dục trẻ, chúng ta cần phải chọn môi trường cho lành mạnh, cho thích hợp. Tại vì chúng ta nghe ông bà chúng ta có câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trẻ nhỏ nó chưa đủ trí tuệ, nó không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thiện, đâu là ác. Nên nó chơi với chúng bạn hư hỏng thì nó cũng trở nên sa đọa hư hỏng. Nó gần môi trường nào thì nó học hỏi cái môi trường đó. Nên chúng ta là những người Phật tử, khi chúng ta đi chùa thì chúng ta phải thường dẫn trẻ đi chùa,
để nó học những điều tốt, điều lành ở chùa, ở quý thầy. Rồi thường lúc mà đi phóng sanh, đi làm từ thiện, đi giúp đỡ người nghèo gì, mình cũng dẫn nó theo để nó học những điều tốt đó. Rồi ngoài ra, chúng ta có trẻ nhỏ ở nhà, chúng ta thỉnh những cái đĩa hoạt hình Phật giáo nè, truyện tranh Phật giáo, rồi nói về nhân quả, nói về đạo làm người, đạo hiếu, vân vân, cho nó xem. Tại vì trẻ nhỏ mà quý vị không nhanh chóng cho nó học những điều tốt á, thì nó sẽ học những cái điều xấu ngoài xã hội. Tại vì bữa nay xã hội là một cái lò ô nhiễm, mình không nhanh chóng dạy dỗ cho nó thì đến 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi mình không dạy được nữa. Ở chùa chúng ta thì có lớp giáo lý vào lúc 6 giờ tối thứ bảy chủ nhật đó, dành cho mấy bạn nhỏ đó. Quý vị có con em nhà, quý vị gần đây thì dẫn nó lên để nó học những điều hay, điều tốt về đạo hiếu, đạo làm người, vân vân. Thì để tóm lại nội dung bài giảng hôm nay, thì muốn một gia đình hạnh phúc á, thì vợ chồng phải biết hòa thuận, dạy dỗ con cái phải biết hiếu thảo, biết cung kính người lớn, rồi biết nhân quả thiện ác. Anh em thì phải biết yêu thương lẫn nhau, rồi xin học xin làm, sống có đạo đức. Đến lúc nó lớn, chọn người bạn đời cho thích hợp. Nam thì nên chọn người vợ hiền, nữ thì nên chọn người chồng bao dung và có trách nhiệm. Thì đây là một nền tảng của một gia đình hạnh phúc thịnh vượng. Và bổn phận làm cha làm mẹ thì chúng ta phải làm tấm gương. Trong Phật giáo có nói, ngoài cái việc dùng khẩu giáo ra thì phải dùng thân giáo. Ngoài việc mình nói ra, mình phải làm tấm gương cho nó mới bắt chước, nó noi theo. Nói và làm phải đi đôi với nhau, nó mới nể phục, nó mới nghe lời quý vị. Còn quý vị nói và làm nó trái ngược nhau thì nó không thể nào nghe lời quý vị được. Thì cuối lời, chúng con nguyện cầu Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử và gia đình có nhiều hạnh phúc, và chúc quý Phật tử có một đêm sám hối thật nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Có những mảnh đời bất hạnh từ lúc chào đời, có những mảnh đời sinh thời không biết mẹ cha, có những mảnh đời hé nở rồi vụt mất, có những mảnh đời bất hạnh từ trong đôi. Hãy mở rộng lòng ra để đón lấy những mảnh đời bất hạnh, và hãy mở rộng lòng ra để đón lấy những mảnh đời quanh ta. Hãy mở rộng cha lấy những mảnh đời.
thấy những mảnh đời bất hạnh, và hãy mở rộng lòng ra